xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ review khủng long nha các bạn. Đây là con khủng long của mình. Mình sẽ gỡ cái này ra. Đây là con khủng long của mình. Mình sẽ gỡ cái này ra. Mầm tôm là mầm kho. Còn đây là mầm tôm là mầm kho 8. Ôi lộn, 6 tuổi. Còn đây là anh Khoa của mình 9 tuổi cho mấy bạn. Đánh rồi mình đang bỏ pin cho cái con khủng long của mình. Trẻ bên này, hai lấy pin kia kìa. Này nó bỏ đi. Cái con khủng long này bỏ pin rất là khó nha các bạn. Ba, rỡ không? Xin lỗi em nha. Ba lần nữa con nó mày. Ba, rỡ không? Mấy con không giới thiệu khủng long gì cho các bạn. Và đây là một con khủng long bãi chúa. Cứ sừng ở đây luôn, nó rất là khác con khủng long bãi chúa bình thường nha các bạn. Đây là khủng long và cướp. Đây là khủng long có sừng nhỏ xíu nha mấy bạn. Và cuối cùng này mình cũng đã bỏ pin xong rồi. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn coi. Đây này các bạn, cái con này nó có thể hạ lửa xuống. Và bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn coi. Các bạn thấy chưa, nó ngầu quá. Lắc lắc đi con. Đây mình đã bật
ra bây giờ mình sẽ chơi con dài như bạn là trắng nè, trắng nè, bầm dễ bao quá như này á, nó kêu vô kim mắt nó luôn chết chưa. Con này ở dưới nước nè, to dưới nước. Rồi tiếp theo, theo là con chơi xe múc nè. Xe múc cát hả? Đúng rồi, con và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái xe múc. Thank you.
Nam em cô em viết nữa này. Em để view đi. Hạ đi. Em. Hai. Em. Hai chiếc xe này bên độ này. Quay. Anh đã biết ngay là còn. Và đây là xe múc nha các bạn. Nó có thể múc. Và mình có hai chiếc xe múc. Thế này thì hãy bấm like, share và đăng ký cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn, đến video sau. Bye.